giúp em nè. Mẫu này em có nâu vàng nè, sô cô la nè, với lại màu đen nha. Ngoài ra có bàn chanh xám khói nè nha, 5 màu nha, 5 màu nha. Ai lấy cái mẫu này comment cho em là 74 kèm số điện thoại luôn giúp em. Trần Phương Ngân ơi, chị có nói rồi mà em ngoạm là 130 ngàn. Xoăn nhiều ngang lưng hả? Xoăn nhiều ngang lưng em không có. Bây giờ xoăn nhiều thì nó phải là dài qua lưng mới có. Hoặc là xoăn nhiều là hồi nãy em có mang mã 1801 là xoăn nhiều á. Lượt là 40 ngàn nha Vân Nguyễn ơi, lượt 40 ngàn là loại lớn luôn nè. Còn khi mấy chị mua trên thị trường, bình thường mấy chị mua trên thị trường người ta bán cái lượt là 50 ngàn là người ta bán loại nhỏ chứ không phải là loại lớn như em đang like nha. Bên em là loại lớn siêu super luôn, là loại lớn luôn, em bán là 40 ngàn thôi nè. Còn mấy chị mua trên thị trường là người ta bán loại nhỏ thôi á, là người ta bán là 50 ngàn rồi. Xoăn nhiều là em có 1801 nha. Mà cái form của nó sẽ khác 1574 nha mấy chị nha, nó không có giống được đâu. Mỗi mẫu. Cái gì 8171, đâu có 8171 đâu. Nói chung là mình coi một hồi cái mình coi nhiều quá, mình thấy cái nào cũng đẹp hết. Cái là mình bắt đầu là mình suy nghĩ lung tung, mình phân vân tùm lum hết á. Còn khi mà mình không thấy thì mình vẫn thấy cái kia nó đẹp. Cũng giống như quần áo vậy đó, coi nhiều quá một hồi cái nào muốn lấy hết á. Cột xăng dài đây nè em. Đây cột xăng dài đây. Cột xăng dài 50cm nè Nguyễn Hằng ơi, chị nhớ nãy giờ cái cột này chị like nhiều lần lắm rồi mà em. Đây nè. Đây nha, cột xăng lọn 50cm nè mấy chị ơi, xăng đuôi 50cm nha. Còn chị nào muốn xem cột xăng nhiều á, cột xăng nhiều cao lên trên thì inbox giúp em. Rồi cột này nha. Cột xăng 50cm nè, ai lấy cái cột này comment giúp em là cột xăng 50cm kèm số điện thoại luôn giúp em. Cái lượt này là lượt siêu gỡ rối, lượt này là chuyên dành cho tóc giả. Nhưng mà em chải tóc thật, em gỡ rối rất là ok luôn. Cho nên là sẵn một bận ship 30 ngàn, mình mua tóc, mình sẵn mình mua lượt về, mình chải tóc thật lượt luôn. Cho nên là 40 ngàn không có phí đâu mấy chị ơi. 40 ngàn mình xài cũng hết nè, mà mình mua cái lượt này xài rất là lâu, rất là ok luôn. Em bán cho khách trên Shopee là khách đánh giá cái lượt này là lúc nào cũng đánh giá lượt rất là nhiều luôn. Bé Út hả? Đứng lên cho em xem sếp chị đang mặc hả? Sếp chị đang mặc đẹp lắm á em. Ngày mai về hàng, ngày mai tối, mai tối thứ hai là chị like sếp này nè, đẹp lắm. Sếp này đẹp lắm. Sếp này là áo đi với lại áo form vest nè, áo form vest đi với chân váy nè. Sếp này giá là 240 ngàn. Lai tóc mà lai qua quần áo luôn mới ghê chứ. Lượt là 40 ngàn nha, rồi ok Heo Nguyễn nè. Cột ngắn chút hả? Cột ngắn chút là cột 35cm em ơi. Cột ngắn chút là 35cm này Như Huỳnh ơi. Đây cột ngắn chút là 35cm. 100k một cái cột, 100k một cái cột nha. Rồi ok Heo Nguyễn lấy thêm một lượt nè. Rồi ai lấy cái mẫu này comment giúp em nha. Bích Thiện lấy một lượt, ok Bích Thiện giấu qua inbox cho chị nha Bích Thiện ơi. Bích Thiện giấu qua inbox cho chị luôn nha em. Ghi qua inbox nha, nếu mà lưu vô nếu mà chị không có quên nha em. Còn trên đây rải rác là vô inbox là nó sẽ sót ở trên đây. Rồi đây nha, cột ngắn nha, 3 màu nâu vàng, sô-cô-la và màu đen. Ai lấy cột ngắn thì chốt cột ngắn kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Cột ngắn kèm số điện thoại luôn giúp em. Rồi nha, có ai muốn xem gì nữa không? Không ai xem gì nữa là em kết thúc live stream á. Có ai muốn xem mẫu nào nữa không mấy chị ơi? Em có tóc bộ móc lai thẳng luôn, mấy chị xem bộ móc lai thẳng không? Đầu lai tới giờ em chưa có lai tóc bộ móc lai thẳng. Móc lai thẳng này đẹp lắm nè. Tóc ngắn nào Heo Nguyện ơi, tóc ngắn 3030 á hả? À màu nổi đúng không? Tóc nguyên cả đầu là đồng giá 220 là loại không móc lai nha bạn ơi. Còn nhuộm bomber với móc lai là 240. Lấy một lượt lớn luôn. Rồi ok Vân Nguyễn nè.
Kem ngậm xăng ngắn Thúy Hằng, ok. Rồi đây nha, cái bộ này là bọc ombre xám nè em, cúp ngắn ombre xám nè. Ai lấy cái mẫu này comment giúp em là vít ombre xám nha, vít ombre xám xanh nha mấy chị nha. Vít ombre xám xanh nha. Chị nào lấy cái mẫu này comment giúp em là vít ombre xám xanh kèm số điện thoại luôn giúp em. Xem 8170 ok nha. Rồi đây nha.